Dạ vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị khách hàng luôn luôn tin tưởng và trao cơ hội để cho Tâm có điều kiện để phục vụ và hôm nay Tâm muốn uh, giới thiệu đến nhà mình một con xe mới về tại ô tô Di Tâm đó chính là con Innova Venturer à, sản xuất năm 2017 đăng ký và lăn bánh riêng cái xe này 27 là chưa có Venturer chỉ trừ khi là bước qua 2018 thì xe này là tháng 12 2017 anh chị bước qua 2018 rồi thì nó mới có Venturer anh chị Ventura thì nó gồm có 3 màu Màu đỏ, màu đen và màu trắng à, Bản này thì thời điểm mua Thì Tâm nhớ đâu đó chắc khoảng 1 tỷ đến Hơn 1 tỷ một chút thì phải Khoảng 1 tỷ đến chị Bởi vì số sàn là ông bạn ông mua là 800 mấy rồi Bản G là nó lên 900, 900 mấy rồi Xe này khoảng đâu đó 1 tỷ Thì à, bản Ventura này thì nó xịn rồi anh chị ha Nó có nhiều tính năng lắm luôn Tí nữa thì Tâm sẽ vô phần nội thất để cho anh chị Coi cái tính năng của em nó Bản này 8 chỗ ngồi nha anh chị Động cơ là 2.0 máy xăng 8 chỗ ngồi Venturer Màu đỏ đặc trưng anh chị Và lăn bánh 85.000 cây Nước sơn riêng thì còn khoảng được Trên 85% nha Xe này tâm đánh giá cũng trên 9 điểm nha Trên 8 điểm nha anh chị Trên 8 điểm Vỏ lớp đó thì đã thay được một dàn vỏ Michelin rồi Và đăng kiểm thì còn tới 2026 Mình thùng nước sơn này thì tuyệt đẹp anh chị Trang bị đồ chơi thì gồm có Viền che mưa, tay nắm cửa Và màn hình camera trước sau Uh, dán phim bọc trần trải thảm lót sàn và uh, bọc lại uh, da ghế đó tất cả thì uh, chủ xe người ta đã đầu tư tới nơi tới chốn hết rồi giờ riêng mình thì không cần phải làm bất cứ một cái giống gì nữa hết em ấy đã đẹp hoàn thiện hết rồi anh chị nhé bên tâm bán cho anh chị xe này với mức giá là 540 anh chị 540 Tâm mới bán một con 218 28 nó cũng sen sèn cỡ này tâm bán về uh, thủ dầu một được uh, 580 triệu hay 585 gì đó sang tên nữa là 590 đó anh chị em này thì miễn bàn khỏi chơi anh chị nhìn cái vô lăng này Tâm sẽ cho anh chị đi vào những cái chi tiết của sản phẩm ha nhìn vô lăng rồi nhìn cần số rồi nhìn nút kèn còn đẹp lắm máy lạnh auto anh chị nha máy lạnh auto Màn hình gia chủ đã lên cho mình một cái màn hình Android cam trước sau. Có căn bằng điện tử. Có 3 chế độ lái. Eco, Modo, Power. 7 túi khí an toàn. Trần bọc 5D. À, nền đen chỉ đỏ. Túi khí an toàn thì đây. 7 túi. Ta mua 10 người coi xe thì đều chơi trần 5D. Nhưng mà ở trong đó là 9 người đi bọc trần 5D rồi anh chị. Nó cũng không hiểu. Nói chung là nó đánh thức đó. Nó, nó 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 đùa nó đùa với cái tri thức đó. đùa giỡn với tri thức không thích nhưng mà vẫn bọc à đùa giỡn ha không biết vì sao ra bị ông ông may gới mai niệm á ổng vẽ hồi cái bọc luôn cái trần năm d thì giờ xe là ở ngoài đường chạy á là 10 chiếc là hết 8 chiếc rưỡi là bọc trần năm d rồi còn có 1 chiếc rưỡi là trần nảy riêng thôi tao nói giỡn chứ thấy trần năm d nhiều hơn trần riêng đó anh chị ốc tán thì còn khá là mới anh chị nhé à, chưa mở con ốc nào 7 túi khí, ghế da bọc sẵn, chất xe tuyệt đẹp, à, 540 triệu. Có cái tấp bi cửa thì nó hơi dơ tí, cái này về tí nữa tâm vệ sinh cái là sạch bóng. Chuyện nhỏ xíu anh chị. <laughs> Còn phần ghế da thì thôi rồi lượm ơi luôn, đẹp, đẹp ưng ý anh chị. Gầm, cái gầm mới dữ lắm, cái gầm với cái máy thì khỏi chơi, xe này thì đắt đỏ là ở Bình Phước thật nhưng mà được có cái nó ở gần đường nhựa hay sao á nó chạy ít có dính đất đỏ lắm luôn cái gầm đẹp dữ lắm tí nữa tâm cho anh chị coi cái gầm nha giỏ thì giỏ Michelin thì tương đương với hai triệu mấy một cái đó này bữa tâm mới mua một cái vỏ cho chiếc Serato là hai triệu tám còn giỏ Innova này cũng phải hai triệu mấy đó anh chị chứ không có rẻ đâu bốn cái giỏ Michelin nói chung là cũng được trang bị đồ chơi cũng đầy đủ hết rồi. À. riêng em này giờ thì không phải tốn tiền nữa mà bên tâm đặc trưng có một cái nha xe nào mà có chỗ nào điểm yếu là tâm khắc phục hết vỏ mòn là tâm thay vỏ nè đăng kiểm hết là tâm đăng kiểm nè rồi những cái gì mà xấu nè trầy rồi xước nè móp là tâm xử lý lại để chi biết không khách hàng ta mua cái xe mình mặc dù là cũ người nhưng mà mới của người ta cũ của người người chủ nhưng mà mới của người mới thì mình phải làm sao cho nó gọn gàng để người ta mua về tâm ta cưng ta chiều chứ cái xe mà thấy gớm mua về nhiều người chơi buồn lắm anh chị nên tâm có cái tâm lý đó nên tâm làm cái xe gọn băng à, y như là làm cho mình vậy đó nên chị tới coi cái xe bên tâm á là kể cả cái vỏ tâm cũng thay nữa thay hết trơn à. nên về tính á thì mới đầu thì thấy có lời nhưng mà chi ra hành tiêu tỏi ớt thì lời mỏng lắm hồi lúc trước là bán xe tạp nham á thì lời nhiều lời nhiều nhưng mà tâm suy nghĩ rồi cái xe đó nó rớt giá nhanh lắm cái xe tạp nham nó rớt giá rất là nhanh người mua sẽ chịu thiệt nhiều và mình thì sau này mình thâu lại mình cũng ngán thật sự là thâu lại rất là ngán nhưng mà bắt buộc phải thâu nhưng mà giờ không thâu thì không được thì mình bán qua xe lướt này nè khách đi thời gian cái khách quay đầu khấu hao phần trăm cái mình mua liền à. chỉ trừ khi là ở nhà hết tiền hẹn hai ba ngày thôi chứ còn mà nhà còn tiền là cho nhân viên đi ngay luôn bởi vì mua những cái xe lướt nè bán ra cái mình thu lại cái mình bán tiếp lời nữa là có xe bán nè mà được lòng khách nè rồi có sản phẩm hợp lý nè bán ra khách đã khấu hao phần trăm rồi mình mua về mình kiếm lời nữa nên nó nhanh gọn lẹ lắm anh chị đó sau này như vừa rồi à, tâm bán tháng rồi được 55 xe mà lợi nhuận nó ít chịu, lợi nhuận rất là ít bởi vì cái xe lướt này nó sát 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 xe mới hết rồi và cái xe lướt thì nó phải tuyệt vời nó phải ưng ý nó phải... mọi thứ lên chạy nó êm êm thật êm thì êm thì phải thay thế cái này cái nọ nó mới êm được nên cái xe lướt bán lợi ích nhưng mà được cái tiếng thơm nó đồn xa và bà con rất là tin tưởng đây là một trong những cái xe tốt anh chị xe này là Ventura mà còn tốt lắm không có chạy dịch vụ đâu anh chị yên tâm nha biển trắng uh, góc gia đình từ nào giờ luôn còn chất lượng bên tâm để cho anh chị là 540 cực kỳ hợp lý anh chị cực kỳ hợp lý nó sang nó xịn nó sáng nó đẹp chứ giờ mua bản G không cũng đã nhiều rồi mà bản G thì nó đâu có đặc trưng giống như cái bản Ventura này được đúng không à bản V thì nó chỉ có 7 chỗ ngồi thôi à. V nó chỉ có 7 chỗ thôi, nhưng mà đặc biệt cái bản Ventura này nó 8 chỗ nè. Nó đầy đủ hết tính năng luôn, chả thiếu gì hết. Và sang lắm. Anh chị đi cái xe phải nói là nó sang, nó sáng mà nó êm. Sao chạy ngon lắm nha. Lên chạy thử đi, anh chị chạy thử cái Nova số tự động này đi. Bảo đảm anh chị sẽ cảm thấy vừa ý. Nó chạy cái máy nhẹ heo à, êm ru à. Nói chung là được lắm. À, mức tiêu hao nhiên liệu thì nghe đồn đâu đó khoảng 8, 9, 10, 11 anh chị 8, 9, 10, 11 đó chứ cũng không có ít mà cũng không có nhiều đâu nha nó cũng tương đối là hợp lý nhưng mà số tự động với số sàn á cái mức độ xăng cộ nó cũng gần giống nhau đó, gần giống nhau chứ cũng không có hao hơn số sàn bao nhiêu hết á à, thì bán cái Ventura này cũng bán cũng nhiều rồi mà chưa có nghe ai nói là hao xăng hao cộ hết á chưa ai nghe bán vốn mà trả xe đổi xe gì hết đó. bán chiếc nào là họ sử dụng chiếc đó thì chứng minh được là nó cũng ổn anh chị nó khá ổn người ta mới giữ gìn lại ta xài chứ mà không ổn thì người ta quay đầu hết rồi à. bán chiếc nào là họ xài tới bây giờ chiếc đó luôn chưa có chiếc nào quay đầu hết khách hàng thì mình cũng hỏi thăm thường xuyên chất xe này cái máy mới lắm anh chị cái máy mới cực kỳ máy còn sáng còn đẹp chứ nói mới là chắc có nhiều anh vô là còn anh là bắt đầu bóc nữa bóc đồng nữa cái máy còn đẹp dữ lắm cái máy trắng tinh nè thấy không màu nhôm nè anh chị nhìn cái màu nhôm đó màu nhôm lúc nhà máy sản xuất thì nó cũng cỡ đó hơn chút thôi đó là cái màu nhôm của cái lắp máy đó cái chung dầu nè đó chung dầu trợ lực rồi cái đường dây điện rồi đường ống rồi rồi cục abs rồi còn sáng bưng nè không còn sáng bưng nè rồi cửa cớp cabo là chưa mở keo chỉ thì khỏi nói cái này tâm chỉ lướt qua thôi anh chị khỏi coi nếu mà về keo chỉ mà mắc một đoạn nào tâm đền cho 100 triệu một đoạn nha keo chỉ 100% là chưa có mắt một tí nào kể cả cái máy này luôn là cũng chưa mở con ốc nào ngoại trừ con ốc xả nhớt để mình nói thiếu sót là bị bắt đền á ngoại trừ con ốc xả nhớt là có mở còn nhiều là chưa có mở con ốc nào khác hết á đó. đó dền cục máy nè đẹp cục máy đẹp cục máy là xứng đáng để phục vụ cho khách hàng thân yêu của mình luôn tin tưởng mình và cho mình cơ hội để phát triển và cho mình điều kiện để kiếm lời thì mình phải làm sao đó để đáp ứng được những cái tấm lòng của bà con. Người ta cho mình thì mình phải biết ơn vậy đó. Tâm đem lại những cái sản phẩm hợp lý, chất lượng cho anh chị thì anh chị cho tâm cái lợi nhuận. Thì đó là đôi bên cùng nhau phát triển và có lợi chứ không phải là một mình tâm không mà không phải là một mình anh chị không. Nhưng mà được phục vụ khách hàng mà tin tưởng như thế này và có được một cái thương hiệu rõ ràng như thế này thì là một cái quá trình cũng cũng rất là nhiều á nhiều năm cố gắng đó chưa bao giờ làm cho anh chị cảm thấy thất vọng cả khi mà đến với ô tô duy tâm nhé đây là con xe chất lượng anh chị ạ à. anh chị đến ủng hộ tâm thì gọi vào số hotline nha 0917 215 512 xem xe ở địa chỉ là gần quỹ ban xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương Google là đại lý ô tô di tâm có con xe Innova Ventura 2017 nhưng mà lăn bánh là 2018 đó mẫu mới mẫu Venturer thì 2018 mới có cuối 27 xe riêng, không có điểm trừ không có lỗi lầm và nhìn cái đồ đàn của em nó nè nhìn cái đèn này anh chị quá sáng luôn đó, mica rồi sáng trưng còn đẹp đi dữ lắm luôn và chất lượng xe này thì số 1 luôn anh chị mê luôn bên tâm bán cho anh chị là 540 bao rút hồ sơ anh chị nhé đăng kiểm còn dài tới 2026 vỏ lớp còn tốt đồ chơi có sẵn chất lượng xe thì rất là hài lòng tâm đánh giá là trên 8 điểm mình thùng nước sơn là còn riêng nhiều và thẳng băng không mớp không méo không cắn không đụng máy móc khung gầm động cơ hộp số là nguyên riêng chưa bao giờ tháo gỡ đại tu đó thì mọi thứ đang ở một cái tình trạng tốt ưng ý về anh chị chỉ việc xài thôi không cần phải đầu tư gì nữa hết đổ xăng là chạy nhớt tâm cũng thay mới rồi xe này về sang tên nó đâu đó khoảng 7-8 triệu nữa là ra tên chính chủ biển số mới mình luôn không có gì để phát sinh nữa hết mọi thứ thì anh chị phải đợi tới 2 năm nữa thì mới tốn tiền thêm là đi đăng kiểm vỏ lớp thì phải 3 năm nữa mới thay mọi thứ ưng ý chất lượng hoàn thiện và giá cả thì 540 anh chị nhận xét thấy hợp lý thì đến ngay ô tô di tâm kiểm tra chết xe chạy thử và chốt đơn nha xin chân thành cảm ơn anh chị hẹn gặp lại anh chị một ngày gần nhất có những sản phẩm hợp lý thì tâm liên tục đưa lên YouTube này anh chị thấy bên tâm bán hàng mà thấy vừa ý ân bụng thì xin hãy bấm nút đăng ký nha, đăng ký cho tâm để có thêm động lực, để có nhiều người biết đến, để chia sẻ tâm những sản phẩm tốt để phục vụ cho anh chị, để tâm kiếm thêm tiền lời, anh chị kiếm thêm được xe đẹp nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị nha.